Các bạn, mình sẽ đây là một buổi tập luyện để kickboxing Muay Thái. Mình sẽ cho các bạn biết là đây là một cái buổi chạy bộ giảm cân. Thì quãng đường của mình là theo cái năng lực và sức khỏe của trình độ của mỗi người, cái sức chịu đựng của mỗi người. Nhưng mình là từng tập luyện và thi đấu thì mình sẽ chạy khoảng từ 6 đến 10 km. Có lẽ quãng đường ngày hôm nay là mình sẽ chạy được là 10 km. Mình sẽ chạy được 10 km. Bây giờ với cái ai ký là một cái bảo bối để mình hỗ trợ trong quá trình giảm cân, đó là mình sẽ bôi trước vào những cái phần mở từ của mình để mình tạo cho tập sung lên và nó các nhóm cơ nó sẽ lỏng đó, tập chạy sung lên và hỗ trợ giảm mỡ cơ thể. Mình sẽ chạy xong bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy cái mũi như bạn sẽ cái ra, mình sẽ bắt cho các bạn thấy đương nhiên nhiều người nói là cái mồ hôi nước nó ra thì mỡ vẫn còn ok, nhưng vấn đề mồ hôi nó ra thì mỡ mới chạy theo ha. Cái quyết định của mình là mình sẽ tập chạy bộ khi cơ thể mình nóng thì mồ hôi nó sẽ tuôn ra và đương nhiên theo đó thì cái quy trình mỡ trong cơ thể nó sẽ giảm ra, kết hợp với quy trình ăn uống đúng cách thì nó giúp mình giảm mỡ, kết quả cái body rất là nhanh và rất là nhiều rồi. Bây giờ là mình sẽ bắt cá này ra, các bạn sẽ thấy này mồ hôi sinh nóng ở đây đó. Rất là khó chịu. Đây là kết quả cùng 10 km chạy bộ. Đương nhiên mình sẽ phân ra một tuần sẽ chạy 1 đến 2 lần. Đó là bình thường của những người có thể chạy tới hơn 3 lần một tuần để cải thiện thể lực của mình ha. Okay. Sẽ thấy đó. Rồi mình sẽ ép ra. Mình sẽ bắt này. Các bạn thấy đó. Giờ sẽ bắt đằng coi nha. Nó có hồi chạy ra rất là nhiều. Lần sau mình sẽ làm video về cái chương trình giảm cân bằng cách chạy bộ khai động trước khi tập luyện. Thì mình sẽ cân các bạn thấy trước khi tập mình sẽ mặc cái bộ đồ này và cân với số ký đó, và sau khi tập luyện chạy bộ như vậy, sau một buổi tập với kickboxing Muay Thai thì nên xuống được khoảng bao nhiêu đó và xuống như thế nào để nó an toàn. Với cách xuống cân khác nhau thì những người tập chuyên nghiệp cường độ cao thì người ta sẽ một buổi ta sẽ giảm xuống từ 1 đến 2 kg là bình thường, nhưng mà đối với bình thường không cần thiết phải như vậy. Mình sẽ từ vỡ mình phải chạy ra rất là nhiều, rất là nhiều mồ hôi nó chạy ha. Và một số của mình chạy cảm thấy bản thân mình cảm thấy rất là hiệu quả, nó giúp mình body rất là nhanh và khởi động tăng cường thể lực. Nếu bạn nào yêu thích bộ môn kickboxing Muay Thái thì hãy gọi cho mình và để lại số điện thoại tư vấn trên trang của mình là Siêu Arena. Trên fanpage thì bạn có thể nhắn và follow cách mình hướng dẫn trên đó, một số kênh của mình trên YouTube. Chúc các bạn giảm cân và có thể sức khỏe thành công. Chào các bạn.